bởi vì nó tình cảm. Oh, okay. Mà con là con không thích phim tình cảm. Phim này không phải là rất là ít. Mình đọc quá thì mình đọc khỏe, nhưng mà ví dụ nghe, ví dụ coi. Nhưng mà hôm nay mà đến thăm bác Phượng, đi công tác mà đi thăm bác Phượng thế này thì chắc là nhiều khán giả trong nước ngạc nhiên lắm. Tại vì không nghĩ đâu. Họ không nghĩ là một ngày nào đó tự nhiên tí đến thăm bác Phượng đâu. Chắc là tí phải đi làm, đầu tắt mặt tối rồi đủ thứ chuyện á. Thì cũng phần là San Diego Mỹ đó là cuối đất Mỹ. Dạ cuối đất luôn, đúng rồi. Nó nằm trong cái góc mà gọi là góc chữ nhật, mà nó nằm góc chữ nhật bên trái nữa mới ghê. San Diego mình là so với Việt Nam, so với hình thể Việt Nam mình á, là coi như là Cà Mau á. Đây, chiếu bác Phượng cái đi. Đó. Thấy bác Phượng chưa mọi người? Chào tất cả quý vị. Của chuyện kênh của tí. Dạ. Thì đúng là như vậy, và con cũng cảm thấy rất là vui. Cho nên là lúc mà con đi đi xuống đây, trên trong lòng con á, con nghĩ á, nếu mà làm cái clip mà đi thăm Midway á, thì là không, cái clip này chắc con không có làm cái tiêu đề đó, nhưng mà cái clip đi thăm Midway con sẽ ghi cái tiêu đề là 50 năm sau bác cháu tôi tìm thấy nhau. Đó, cái clip nó mang tính chất lịch sử. Cái tiêu đề hay á. Tại vì bác á là rời khỏi đất nước lúc mà đất nước vừa mới xong xong phim. Mình gọi là xong phim á. Còn con á thì là sinh sau cái cuộc chiến nó rất là lâu. Mấy đứa mà sau này mà sinh năm 90 rồi 2000 rồi 2010 á, nó đâu có biết gì đâu bác ơi. Nó chẳng biết gì cả. Thì thôi cũng may dạ. Cái ngày mình qua bên đây chẳng bao giờ mình nghĩ là mình chẳng, những cái tháng, năm tháng đầu tiên ở đây chẳng bao giờ mình nghĩ là hòa bình là cái gì. Dạ. Thì chỉ có, mà cũng may trời thương. Dạ. Đến Giáng sinh năm 1975 thì mình hiểu là bây giờ Việt Nam mình căn bản, mình chỉ biết là Việt Nam mình căn bản là quê hương mình ngừng tiếng súng. Dạ. Hòa bình thì mình không có dám nghĩ thế, nhưng mà đại khái biết quê hương người tiếng súng mà sao. Và đó là một cái điều mà tôi nghĩ là tôi rất là mừng. Ôi có xe lửa kìa. Tuyến à, là cái tuyến xe điện á hả? Xe điện đi chở trong, cũng như là chuyến tàu của Việt Nam mình. Dạ. Sài Gòn đã bên, từ thành phố Hồ Chí Minh đi đến cái gì? À, Nha Trang nữa hả? À, Thủ Đức thôi. À, ok. Yeah. Đi metro mà. Mà nhiều khán giả cũng kêu chứ tí em bay như chim. I know. Công dân toàn cầu. Đúng cái rồi. Cái này có phải là vô gia cư không? Không, đây nè, cái trại này. Ồ, này là vô gia cư nè. Trời ơi, bây giờ là họ mới ra một cái lệnh, họ mới kiếm cái sắc luật là vô gia cư trên này bây giờ là bất hợp pháp, là không có được. Ôi, vô gia cư San Diego nữa. Nhiều quá vậy ta. Ây da, anh biết không, tội nghiệp lắm anh. Dạ, tội nghiệp thiệt chứ. Rất là khổ, sống bởi vậy á, mình có... Ây, nhiều. Tội nghiệp lắm anh. Dạ, tội nghiệp. Sống ở trên, ấy, ngay bên cạnh đó là đây là những cái gì mà gọi là đối nghịch ha, gọi là giàu có và theo giống như là mình hay nói trong Sài Gòn là gì, Sài Gòn hoa lệ. Yes, giàu có nhất của ngon, những món ăn ngon nhất của San Diego đó nằm ngay đây, mà người vô gia cư ngay đó luôn, bóc đường tới đây, tội nghiệp lắm anh. Nỗi đau ha. Đây là cái chỗ này, chỗ ăn chơi mà của San Diego mình kêu là downtown đó nhá. Mà bác biết không, thực ra là người ở trong nước với lại như con nè, con cũng không có khinh thường gì người vô gia cư, nhưng mà mình phải tìm hiểu là tại sao nó như vậy. Dạ, tại sao nó vậy. Ồ, quá sang trọng luôn ha. Đâu có ai muốn đâu anh. Đây là những cái khu mà gọi là ăn uống sang trọng của San Diego đó. 80% những nhà hàng ngon nhất tụ họp ở dưới này. Nhưng mà ngay bên kia thì lại là homeless. Tại vì ngay đây họ có mở cái trung tâm. Cái lá cờ đó phải cờ Ý không ta? Đúng rồi, chắc cờ Ý, cờ Anh, cờ Úc với lại cờ Nhật Bản. Đúng rồi. À. Nhưng mà đấy, thì đi cho mọi người thấy là ở đâu cũng có cái này cái kia, để cho mọi người hiểu. Ngày xưa mình làm việc ở dưới này. Dạ. Ồ, bác làm việc dưới này. Mình làm ngay dưới San Diego. Dạ. Đây là cái trung tâm của San Diego mình. Trung tâm mà coi như là quyền lực của San Diego. Dạ. Bên tay trái mình. Gọi là, nó kêu là cái gì district ta? Nó là government district hay là sao? San nó Diego, có phân biệt ra. Trung tâm của nó. À. Trung tâm thương mại và trung tâm quyền lực. Tại vì đây mình có mấy... hai cái tòa, một cái tòa của Federal, cái chiếc xe đó, xe điện đó của cái ông Rivian đó. Rivian, Rivian, okay. Nhưng mà ông đó đắt lắm, 100 cho tới 150 ngàn, kinh, mắc hơn VinFast mình nhiều. Ba lần,
đi đâu bây giờ con cũng khuyên mọi người là mua VinFast đi. Sống ở Mỹ này con gặp ai mà người mà nói tiếng Việt tiếng Anh gì, mày cứ mua VinFast đi, người ta mới nhưng mà cái công nghệ người ta đồ, cứ đi thử đi rồi thích thì mua. Đúng rồi. À, con cứ khuyên vậy. Bây giờ bắt đầu người ta lease nhiều và người ta mượn nhiều lắm. Dạ. Rất nhiều. Thế là cái trung tâm ngay cái ngã tư này là ở trung tâm ngày xưa mình làm ngay việc làm việc của cái văn phòng ngay sau cái khách sạn này. Ngay sau tức là ngay sau khách sạn này. Ngay phía sau khách sạn này. Phía sau bên kia đường. À đường rồi, rồi. Con đường đó, bên cạnh cái tiệm mà bánh mì đó. Ok. Thì đây là trung tâm quyền lực của nó. Yeah. Đây là bên tay trái mình đó, cái tòa màu đỏ với là cái tòa màu trắng kia đó là tòa Federal là liên bang. Tòa án liên bang. Tòa án liên bang. Đấy. Federal Court hay là Supreme Court. Đấy. Còn bên tay mặt của mình đó là tòa của thành phố, tòa của state và những cái nhà tù. Đây là cái nhà đen, cái nhà nâu nâu đó. Yeah. Cái nhà nô đó tù. Là cái nhà tù của Federal. Tù Federal. Ok, còn đi bên kia đó là cái nhà tù của cái nhà mà nó thấp mấy tầng đó mà nó có cái đó đó. Cái tòa nhà này có cái cầu thang bên ngoài gợi cho con nhớ cái mấy tòa nhà ở bên Chicago. Đúng rồi. Chicago nó đúng cũng rồi. Có cái kiểu vậy với gì New York á. Đúng rồi. Thì chỉ có những nơi nào mà xây cổ như này là mới giữ thôi chứ còn bây giờ mới nó thoát hiểm theo kiểu khác nữa. À. Bên này là tòa của thành phố. Ok, dạ. Đây là những tòa rất là quan trọng của thành phố. Bây giờ là mình ra bến cảng hay là bây giờ sao? Mình đi thẳng ra bến cảng. À. Có đường là bến cảng. Ồ, vậy là nó đâm xuyên qua cái trung tâm thành phố. Đúng rồi. À. Mình làm việc ở trên này. Đây là nên nó kêu là Hall of Justice nè. Tòa. À, tòa đó. À. Tòa án. Nhưng mà bên này là của tiểu bang. Tiểu bang. Liên bang. Liên bang. À. Nhà tù bên này. Bên phải là tiểu bang, bên trái là liên bang. Trung tâm quyền lực. Chúng tôi lực ở đây đi. Có lá cờ của California, lá cờ Mỹ và một cái lá cờ nữa không biết của ai. Đây là cái trung tâm này là nhưng mà theo con nhận xét nha, chỉ có một vài phút đến San Diego thôi con thấy là cái đời sống ở đây họ rất là yên bình hơn so với Los Angeles nhiều. Có thể là người San Diego nó có vẻ nó kỷ luật hơn. Lý do là San Diego một trung tâm quân đội, trung tâm quân sự rất là lớn. Thì là lính tráng mà. Cái kia là cái áo mưa hay cái gì ta? Hay là cái gì mà có cái bao ni lông? Chắc vậy, không biết là cái gì. Mà chỉ sợ quấn vô xe hơi rồi. Mà chắc không sao. Con thì con không có nghiên cứu nhiều về thành phố San Diego. Okay, bởi vì nó cũng chưa có nằm trong lĩnh vực của mình á. Nhưng mà kể từ hôm nay đi thăm San Diego xong thì chắc là có thể đi thăm. Nhưng mà lý do tại sao con biết không? Thì con có một thời gian lưu trú ở Los Angeles và lại Chicago rất là rất là lâu. Đấy 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 cái xe điện kìa mọi đúng người. Cái xe điện kìa. Xe điện. Tại vì ở trên cái chỗ này là xe lửa nên cái ga xe lửa. Dạ đúng. À cái ga xe lửa là đi đó. Đúng là nếu mà đi xe lửa là đi tới đây. Đúng rồi. Cái xe điện á. Ga xe lửa. Đây là ga xe lửa. Thế thì tại vì có một thời gian lưu trú ở Los Angeles thì nó hơi xô bồ bác. Đúng rồi. Không biết bác có lên đó nhiều chưa? Thì mình cũng hồi trước, xưa mình nó rất là xô bồ. Vậy thôi là mình không biết là nó, những thành Chicago thì nó cũng có cái xô bồ riêng của nó. Ừ. Nhưng mà cái anh Los Angeles thì anh quá xô bồ đi. Cảnh bự quá. Dạ. Yeah. Quá nhiều người. Dạ. Yeah. Mà bác mà kiểm tra cái danh sách mà điều tra về những cái vụ việc và vụ án á thì Los Angeles nó chiếm phần lớn luôn. Đó là một trong những thành phố mà 10 thành phố lớn của đây cái đó là vẫn còn hoạt động à? Cái tàu chiến á. Không, cái tàu đó là cái hàng không có hàng của mình á. À là mình sắp lên đó hả? Mình sắp lên. À ok. Vậy thì mình sẽ dừng cái livestream ở đây. À quên lộn, dừng cái video clip ở đây. Cái này là cái tàu gì á bạn? Cái tàu du thuyền đấy. À du thuyền. Mấy cái cruise. À mấy cái là họ đi từ đây, họ đi từ San Diego xong rồi đi xuống châu Mỹ hay Nam Mỹ hay sao? Đi xuống Mỹ, thường đi xuống Mexico. Thì trên nó thì nó đi lên đi xuống tàu mà nó đâu có làm gì đi lên đi xuống được cái vấn đề cái ông kia. Cái ông lái sàn trước là cái ông Arizona. Ok, ông chắc cái kiểu này mà ông vô đây là chắc ông có cái hàng không ảo đó. Có ở đây người ta bán lề đường hay sao bác Phượng? Thì cái đó cái quạt đồ bán hàng quá. À, tức là bán hàng có là food truck á, kiểu food truck. Ừ đấy này. Kiểu food truck. Chỗ này họ đang xây lại nha. Bây giờ là mình đang đi trên đường vào hàng không mẫu hạm. Ừ. Bây giờ là tàu sân bay Viện Bảo tàng. Tàu sân bay Midway. Tại vì khi mà mọi người mà biết con á mà xuống thăm Bắc Phượng như thế này họ rất là vui.
mình cũng rất là bất ngờ khi mà anh tin cho mình là quyết định đi. Mình tại vì giữa này mình không phải ai đến, là khi mình, nhất là đặc biệt đồng bào từ nơi xa mà đến Los Angeles rồi là hết hơi, là hết rồi, đâu còn hơi nữa xuống đây là mình muốn gặp ai là phải chạy đến đến. Nhưng mà bác Phượng mới công nhận là con đi cái chân con đi như quỷ. Đi hay thật ạ, tôi sẽ đi hay thật, đi rất kinh. Bây giờ đi cho nó đã bác ơi, tại vì mai mốt mà mình lớn tuổi nữa là cũng khó à nha. Đúng rồi. Tại vì bước chân lên máy bay con đã thấy các cụ bước chân lên máy bay rất là căng. Bây giờ xách vali cũng rất là căng rồi. Mà bây giờ mà ra sân bay mà hỏi chứ con có cái bà bạn con, bà cũng nói vậy. Bây giờ tôi ra sân bay mà cái thằng cha mà làm ở trong sân bay mà nó kêu chứ bác có đi xe lăn không, là thấy thấy quải rồi đó. Cái Việt Nam về kỳ trước từ đây về Việt Nam mà nói ông bác cần làm nó hồng cái về ra tới phi trường đi check in á, người ta cũng hỏi vậy là bác cần không, nó chưa chưa cần đâu. Đây cái hàng không mẫu hạng đây đúng không ạ, cái chỗ này đúng rồi. Rồi thế thì lát nữa mà vô quay cho mọi người xem.